chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Chương trình thời sự hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý như sau. Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm việc với thành phố Bảo Lộc về kết quả công tác tuyên giáo 4 tháng đầu năm 2020. Đại hội đảng bộ trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn làm việc tại thành phố Bảo Lộc. Liên đoàn Lao động thăm tặng quà các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phần cuối chương trình xin mời quý vị cùng đến với phóng sự Ấm lòng cùng ATM gạo nghĩa tình. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng do đồng chí Bùi Thắng, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với thành phố Bảo Lộc về kết quả công tác tuyên giáo 4 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm 2020, Ban tuyên giáo thành ủy Bảo Lộc tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của đảng trên địa bàn. Sơ kết tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận và các văn bản chỉ đạo của đảng liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, tiến độ, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, hoạt động đảm bảo định hướng chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời. Việc tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh về vùng đất, con người Bảo Lộc đến với bạn bè trong nước và thế giới cũng được chú trọng và triển khai có hiệu quả. Đặc biệt, trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đã được thành phố Bảo Lộc tập trung thực hiện bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên truyền thanh, truyền hình, xe loa lưu động, tờ rơi, băng rôn, pano, áp phích. Qua công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, thành phố chưa có trường hợp nhiễm bệnh COVID-19. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Thắng, trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy đánh giá cao cố gắng, nỗ lực của tập thể người làm công tác tuyên giáo, ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo thành phố Bảo Lộc trong 4 tháng đầu năm 2020. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài tập trung nhiệm vụ tuyên truyền đại hội đảng các cấp, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, trong tháng 5 năm 2020, thành phố Bảo Lộc phải tổ chức được một buổi tọa đàm tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để giúp mọi người dân hiểu hơn về tư tưởng, thân thế, sự nghiệp của người. Sáng ngày 9 tháng 5 năm 2020, Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc tổ chức Đại hội Đảng bộ trường lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Văn Khắc, trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc đã đến dự. Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc hiện có 73 đảng viên đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2015-2020, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhà trường. Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Bảo Lộc đã triển khai thực hiện nghị quyết và đạt nhiều kết quả quan trọng. Sau khi luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo gắn với mục tiêu và nhiệm vụ của ngành, nhu cầu nhân lực của địa phương và doanh nghiệp. Công tác đào tạo tiếp tục phát triển mạnh về quy mô và chất lượng đào tạo, đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của địa phương và ngành. Việc đầu tư xây dựng trang bị cơ sở vật chất phục vụ đào tạo được tăng cường hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của nhà trường. Công tác xây dựng đảng thường xuyên được tăng cường, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, nội bộ đoàn kết nhất trí. Cán bộ công nhân viên chức nhà trường tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành đảng bộ nhà trường. Đặc biệt, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ đảng bộ được đặc biệt chú trọng và đẩy mạnh. Trình độ đội ngũ nhà trường được nâng lên rõ rệt về cả lượng và chất, số giảng viên có trình độ trên đại học tăng nhanh so với đầu nhiệm kỳ. Tổng kết cuối nhiệm kỳ, Đảng bộ Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc 2 năm liền được công nhận đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 95% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tập thể nhà trường được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cùng nhiều cờ thi đua bằng khen của trung ương, ngành và địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bảo Lộc vừa tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Ngân hàng BIDV Bảo Lộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cơ quan đạt được các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra đều thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch. Từ năm 2015 đến năm 2019, chi bộ đều xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 48 đảng viên trong đảng bộ luôn phát huy tinh thần gương mẫu về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, có trách nhiệm và tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, chấp hành và thực hiện tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên qua các năm đều đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có cán bộ đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Các chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị luôn tăng trưởng ổn định, bền vững, bảo toàn được nguồn vốn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt 2.781 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22% trên năm. Cơ cấu nguồn vốn được cải thiện theo hướng tích cực, ổn định, bền vững. Tỷ trọng tiền gửi dân cư tăng dần và hiện chiếm 89% tổng nguồn vốn huy động địa phương. Quy mô tín dụng tăng trưởng tích cực qua các năm. Tỷ lệ nợ xấu luôn kiểm soát ở mức dưới 1%. Ngân hàng đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng BIDV Bảo Lộc tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh, triển khai dịch vụ mới, ứng dụng công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong giao dịch ngân hàng. Hàng năm, đảng bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% đảng viên xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các tổ chức đoàn thể hàng năm xếp loại vững mạnh. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, bỏ phiếu bầu ban đảng ủy đảng bộ ngân hàng BIDV khóa mới gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Giòn, giám đốc chi nhánh ngân hàng BIDV, giữ chức bí thư đảng bộ khóa 4, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Vừa qua, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Nông thôn cùng các đồng chí trong ban đã đến tham quan các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi và tổ hợp tác thanh niên làm kinh tế tại thành phố Bảo Lộc. Tại các nơi đến, các đồng chí đã cùng các đoàn viên thanh niên trao đổi các nội dung, định hướng để phát triển các mô hình, tìm đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm cũng như tiếp tục gìn giữ, phát huy các ngành nghề truyền thống, đặc trưng cho vùng đất con nguyên Bảo Lộc. Cũng từ thực tế của buổi tham quan, các đồng chí trong ban thanh niên nông thôn cũng bày tỏ quan điểm sẽ có phương án hỗ trợ để các mô hình được duy trì và phát triển ngày một hiệu quả hơn. Sản phẩm đặc trưng của Bảo Lộc rất nhiều thứ cái đẹp và nổi tiếng. Ví dụ như mô hình này là một mô hình mà duy trì được cái nét văn hóa bản địa của người đồng bào ở đây và có cái sự kế thừa. Tức là từ người những cái bà mẹ thì có thể truyền lại được cho các cái bạn trẻ về cái dệt thổ cẩm. Và hoàn toàn làm thủ công nhưng mà hoa văn thì lại cực kỳ tinh xảo và rất là phù hợp với cái thị hiếu của khách du lịch. Tuy nhiên thì cũng chưa được quảng bá, thì rất là mong là Bảo Lộc trong thời gian tới sẽ quan tâm quảng bá cái sản phẩm này cùng với lại lụa Bảo Lộc hoặc là trà Bảo Lộc. Trà Bảo Lộc cũng là mình được thưởng thức thì mình cũng thấy nó là một cái dòng trà rất là khác so với những cái dòng trà nổi tiếng của Việt Nam. Vì trà Bảo Lộc là cây trà rất là lâu đời rồi, cho nên chất uống trà của Bảo Lộc thì nó có một cái vị ngậy riêng mà mình nghĩ là khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch ở phương Tây thì người ta sẽ rất thích cái dòng trà này. Còn cảnh của Bảo Lộc thì cũng rất là đẹp và mình rất mong muốn là các bạn trẻ ở đây thì sẽ phát động được một cái phong trào trên mạng xã hội để làm sao giới thiệu được nhiều nhất những cái cảnh, những cái địa điểm đẹp của Bảo Lộc và khí hậu của Bảo Lộc với lại ra cộng đồng để thu hút được khách du lịch đến với lại Bảo Lộc. Nằm trong các hoạt động tháng công nhân năm 2020, vừa qua Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng kết hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc đã tổ chức đi thăm và tặng quà các công đoàn cơ sở doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Qua khảo sát, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng và thành phố Bảo Lộc đã đến thăm và tặng quà 3 công đoàn cơ sở và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bao gồm chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc First Team Việt Nam, Công ty cổ phần du lịch Damri, Công ty trách nhiệm hữu hạn may Sinh Việt. Tại các nơi đến thăm,
lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố tặng mỗi công đoàn cơ sở doanh nghiệp một phần quà trị giá 5 triệu đồng. Qua đó, chia sẻ sự quan tâm, chung tay cùng công đoàn cơ sở chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID, kịp thời động viên về mặt tinh thần để người lao động tiếp tục cố gắng, tin tưởng vào tổ chức công đoàn và mong đợi những tín hiệu tốt đẹp từ phía doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục có các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để chăm lo cho người lao động, chủ động tìm kiếm các đối tác mới sớm ổn định việc làm, phát triển sản xuất. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố và Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cũng đã thăm tặng quà Bệnh viện 2 Lâm Đồng, đơn vị tham gia phòng chống dịch. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc. Tiếp theo sau đây sẽ là một số nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2020, thành phố Bảo Lộc hiện chưa ghi nhận ca bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây nên. Trong ngày, không ghi nhận trường hợp nhập cảnh, người từ vùng có dịch, người hết thời gian cách ly tập trung về địa phương. Tổng số người nhập cảnh về Việt Nam tính đến ngày 10 tháng 5 năm 2020 là 179 ca, người về từ các tỉnh là 604 ca, số người kết thúc cách ly tại cơ sở y tế là 4 ca, tại nhà là 69 ca, theo dõi sức khỏe tại nhà là 143 ca. Trung tâm Y tế thành phố cũng đã tiến hành thực hiện khử khuẩn tại 5 trường học thuộc phường 1, bao gồm Mầm non 1, Mầm non Hà Giang, Tiểu học Trưng Vương, Trung học cơ sở Hùng Vương, Trung học Bảo Lộc và Tiểu học Lý Tự Trọng xã Đam Ri. Tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 với 9 lần phát trên loa phát thanh xã phường, nói chuyện sức khỏe một lần cho 40 người, tư vấn tại trạm cho 266 người. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, tỉnh giao các địa phương rà soát hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, mất thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp huyện chủ trì thực hiện hỗ trợ người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không lương theo Điều 1 Quyết định số 15/QĐ-TTG/2020, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế năm 2020 dưới 100 triệu đồng theo Điều 3 Quyết định số 15/QĐ-TTG/2020, hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Quyết định số 15/QĐ-TTG/2020. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc theo quy định Điều 7 và 8, Quyết định số 15/QĐ-TTG/2020. Hỗ trợ người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động. Nguồn ngân sách thực hiện từ 70% ngân sách trung ương hỗ trợ, 30% ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do dịch COVID-19 của chính phủ, đảm bảo các đối tượng theo quy định được hưởng chính sách đầy đủ, kịp thời, không thất thoát kinh phí của nhà nước. Bộ Y tế và UNICEF Việt Nam, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc vừa phát động chiến dịch Lòng tốt dễ lây trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông xã hội nhằm kêu gọi thanh thiếu niên tham gia giúp đỡ cộng đồng, được thể hiện qua sự đồng cảm, bao dung, vị tha, hòa đồng và chia sẻ cách làm sáng tạo để ngăn chặn đại dịch COVID-19. Chiến dịch gồm 3 thông điệp chính: hãy giúp đỡ mọi người, hãy đồng cảm và hãy lạc quan. Với mục đích nâng cao vị thế, tiếng nói của thanh thiếu niên thông qua việc khuyến khích chia sẻ, trao đổi thông tin, vẽ tranh, quay video theo quan điểm, chúng tôi nói về chúng tôi và kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện với hình thức sáng tạo và giải pháp đổi mới trên các nền tảng số, mạng xã hội của UNICEF và Bộ Y tế. Chiến dịch này không chỉ thể hiện vai trò của thanh thiếu niên trong đại dịch COVID-19, mà còn là những kiến thức học được và trách nhiệm sự thay đổi lối sống khi cuộc sống chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đây cũng là chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế đầu tiên trên nền tảng mạng xã hội Instagram phối hợp cùng với UNICEF. Bộ Y tế và UNICEF muốn mang đến cho thanh thiếu niên một cơ hội để nói lên tiếng nói của mình và trở thành những người đi tiên phong trong các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh và giúp đỡ mọi người xung quanh để lòng tốt được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Hoạt động Lòng tốt dễ lây sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và khuyến khích những hành động tử tế trong thanh thiếu niên và người dân. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, đến nay học sinh trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã đi học trở lại bình thường.
Không khí của thầy và trò hết sức phấn khởi, lạc quan khi trở lại trường tiếp tục việc dạy và học. Theo đó, tại tất cả các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc tiếp tục chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, theo chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng như đo thân nhiệt cho giáo viên, nhân viên và học sinh trở lại trường, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đến trường và trong lớp học, giáo viên, học sinh chủ động sát khuẩn tay khi đến trường, vào lớp. Đồng thời, tùy vào điều kiện và tình hình thực tế, các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc cũng chủ động thực hiện việc giãn cách xã hội. Để đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho giáo viên và học sinh yên tâm giảng dạy và học tập, Phòng Giáo dục thành phố Bảo Lộc cũng kiểm tra đôn đốc các trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tuyên truyền, nhắc nhở phụ huynh chuẩn bị đầy đủ khẩu trang cho con em khi tới trường, đồng thời giao trách nhiệm cho từng giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn thường xuyên nhắc nhở học sinh rửa tay, sát khuẩn tay khi tới trường vào lớp học. Thường xuyên vệ sinh trường lớp, đảm bảo môi trường học tập sạch đẹp và thân thiện. Các trường có nhiệm vụ báo cáo việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 để phòng nắm bắt và có hướng chỉ đạo phù hợp. Tại thành phố Bảo Lộc, theo thống kê cho thấy, tỷ lệ học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến trường đạt trên 98%. Trong thời gian vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường 1 và các tổ chức từ thiện trên địa bàn đã tổ chức tặng quà hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Theo thống kê sơ bộ, đã có hơn 1.000 phần quà được Ủy ban dân phường 1 và các tổ chức cá nhân tôn giáo và công an phường trao tặng đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường, nhằm góp phần chia sẻ giúp các hộ vượt qua khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Những phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm, dầu ăn, mì tôm, khẩu trang, nước sát khuẩn đã chung tay tiếp thêm động lực, chia sẻ khó khăn giúp bà con ổn định cuộc sống để không ai bị bỏ lại phía sau do ảnh hưởng của dịch bệnh. Cùng với việc trao tặng quà, thời gian qua chính quyền phường cũng kết hợp với các ngành liên quan tổ chức các đợt tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn khu vực chợ Bảo Lộc thực hiện tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày qua, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã có rất nhiều các tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã cùng chung tay đóng góp của ít lòng nhiều, bằng các hình thức khác nhau đã hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế của thành phố. Và mới đây nhất, trụ ATM gạo nghĩa tình đã về đến Bảo Lộc, như tiếp thêm hơi ấm cho bà con nghèo vượt qua hoàn cảnh trong cơn đại dịch COVID-19. Từ 7 giờ sáng, đã có rất nhiều người dân đến xếp hàng tại góc sân chùa Phước Huệ, phường Bờ Lao, thành phố Bảo Lộc. Với sự năng động và nhiệt tình, các đoàn viên thanh niên đã cùng các sư thầy tại chùa hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân khi đến nhận gạo, phải theo tuần tự, đứng cách giãn nhau tối thiểu 2 mét và đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn theo đúng quy định của chính phủ và khuyến cáo của Bộ Y tế. Đúng với tên gọi, chương trình Hạt gạo yêu thương do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố triển khai, với mong muốn giúp đỡ phần nào cho những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định hay những người không nơi nương tựa. Những lúc này đây, họ cần sự yêu thương, giúp đỡ hơn bao giờ hết. Theo kế hoạch, trụ ATM gạo miễn phí tại chùa Phước Huệ sẽ hoạt động từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa và từ 14 giờ đến 18 giờ. Trong thời gian hoạt động, những người có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nhận 2 ký gạo trên người trên ngày. Được biết, đây là trụ ATM gạo do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Hoa Sen tài trợ. Trong những ngày đầu hoạt động, ngoài 2 tấn gạo mà Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã chuẩn bị sẵn, thì ban tổ chức còn nhận thêm gần 8 tấn gạo và tiền mặt từ tấm lòng vàng của các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân để cùng chung tay góp sức với chương trình. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bảo Lộc và được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, trong đó người tài trợ cái máy là Tôn Hoa Sen, rồi các nhà hảo tâm đóng góp gạo để mình cùng chia sẻ với nhau theo lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Bảo Lộc cũng như là của Ban trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Bảo Lộc để cùng chia sẻ một phần nào đó cái khó khăn của bà con. Mỗi người một phần quà là 2 ký gạo mỗi ngày, tuy nhỏ nhưng đủ để những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của xã hội, cảm thấy ấm lòng hơn khi mà trong lúc này đây dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ở đến nay tôi đến đây tôi được lĩnh được phần gạo thì là cảm ơn tất cả
các ban ngành các cấp rồi thì được bát cơm ăn là tôi về tôi cũng cảm ơn tất cả. Không có cuộc sống đất cát không có. Cô đi ở nhờ nhà người ta. Cô đi làm nhựa sống rồi. Ngày nào sống ở đấy. Ít thì mua gạo nhiều, ít thì mua gạo ít, nhiều thì mua gạo nhiều. Thấy mừng quá, được gạo ăn thì mừng quá rồi, thích quá rồi. Đỡ đói được mấy ngày. Tôi gửi lời cảm ơn tất cả các chú đây, chùa luôn. Cảm ơn. Chương trình Hạt Gạo Yêu Thương là một trong số những hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực mà thành phố Bảo Lộc triển khai, và trong thời gian sắp tới sẽ còn nhiều hoạt động hơn nữa để cùng nhau chung tay hỗ trợ cho người dân, theo đúng tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Có thể nói là để hưởng ứng cái lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lời kêu gọi hưởng ứng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng, thì đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của thành phố Bảo Lộc cũng có nhiều các cái hoạt động. Trước hết là chúng tôi cũng xây dựng các cái chương trình kế hoạch thông báo cho các cái đơn vị địa bàn, tập trung các cái nguồn lực của các cái nhà mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm tại các cái đơn vị xã phường. Cho đến cái thời điểm này, qua cái tổng hợp thì chúng tôi đã vận động được 3.673 phần quà và trên 4.700 kg gạo tính cho thời điểm đến ngày 16. Và tổng số tiền chúng tôi có thể huy động được là khoảng 783 triệu hỗ trợ cho các cái hoàn cảnh, các cái đối tượng mà Thủ tướng Chính phủ cũng đã có cái sự hỗ trợ để thống nhất. Và cho đến cái thời điểm này thì vừa qua Mặt trận Tổ quốc tỉnh, rồi Ban Trị sự Phật giáo của tỉnh cũng đã có cái sự hỗ trợ cho thành phố Bảo Lộc có một cái cây ATM gạo. Và trên tinh thần đó thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn kêu gọi các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị, đặc biệt như là cái Ngân hàng Đầu tư Phát triển của thành phố, rồi các cái doanh nghiệp hảo tâm. Đến nay thì cũng đang là tổ chức vận động quyên góp với cái số gạo. Cho đến cái thời điểm này thì cũng đã được khoảng trên 5 tấn gạo để hỗ trợ cho bà con nghèo của chúng ta có cái hoàn cảnh khó khăn đến đây trực tiếp để nhận gạo. Đây cũng là một cái việc làm đầy ý nghĩa, và với một cái quyết tâm của chính phủ và của địa phương là không để ai bị đói trong cái giai đoạn mùa dịch COVID hiện nay. Thưa quý vị, với thông điệp ai cần đến lấy, nếu khó khăn xin bạn hãy lấy một phần mỗi ngày, nếu bạn ổn xin hãy nhường cho người khác. Trụ ATM gạo là một món quà đầy ý nghĩa thiết thực mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Và chúng tôi hy vọng rằng mô hình đầy tính nhân văn này sẽ ngày càng nhận được sự ủng hộ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế không bị bỏ lại phía sau. Vâng trời ơi! Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Bảo Lộc lần thứ 6, đến nay, thực hiện theo kế hoạch, 100% các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trên địa bàn thành phố đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng. Theo đánh giá, công tác tổ chức cơ bản đạt yêu cầu về thể thức, văn kiện, nhân sự. Đại hội chi bộ diễn ra dân chủ, tập trung, đúng quy định với tính chính trị cao. Nhìn lại quá trình các chi bộ, đảng bộ tổ chức đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Triệu đã có những nhận xét và đánh giá cụ thể. Trước đại hội, các chi bộ đều tổ chức họp để góp ý kiến vào văn kiện. Các đại biểu có nghiên cứu sâu nội dung dự thảo nghị quyết, thảo luận các chỉ tiêu nghị quyết và đóng góp điều chỉnh trước khi vào đại hội. Điều này tạo sự thống nhất cao trong đại biểu về nội dung nghị quyết. Tại các đại hội, các đại biểu tập trung góp ý thêm về giải pháp thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng nêu ra giải pháp cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, đề cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và vai trò vận động tập hợp quần chúng của các tổ chức đoàn thể. Sau khi hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, Thành ủy Bảo Lộc cũng đã tiếp tục tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã phường và các chi bộ trực thuộc. Thành ủy đã chọn đảng bộ phường Lộc Tiến, đảng bộ công ty cổ phần công trình đô thị, chi bộ trường trung học phổ thông chuyên Bảo Lộc để làm điểm rút kinh nghiệm. Các đảng bộ chi bộ điểm này cũng đã hoàn thành đại hội vào tháng 3 năm 2020. Các đảng bộ chi bộ còn lại đang lên kế hoạch tổ chức đại hội trong tháng 5 năm 2020, đảm bảo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng quy trình quy định, trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả. Đến giờ phút này, thì dưới cơ sở là 285 chi bộ là chúng tôi đã đại hội thành công tốt đẹp.
trong đó về cả nội dung, về cả nhân sự và con người, vân vân. Nhìn chung là công tác chuẩn bị được hướng dẫn từ đầu, từ ngay đầu năm. Cho nên là chúng tôi thấy rằng là các đồng chí quán triệt hết sức là tốt. Trước hết là các cái chỉ thị của Trung ương, các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và thành phố rất dễ làm, dễ hiểu, làm chu đáo theo đúng nguyên tắc của Đảng và cũng thực tiễn. Cho nên các đồng chí cũng dựa vào đó, các đồng chí làm. Thứ hai là cái sự quán xuyến kiểm tra đôn đốc bằng văn bản và kiểm tra thực tế và hướng dẫn của các đoàn công tác thành phố. Chúng tôi thành lập 3 đoàn công tác để tỏa xuống các cái đơn vị. Thì 3 đoàn công tác ở rất nhiều các cái tổ giúp đỡ của ở địa phương. Cho đến giờ phút này tôi cho rằng là công tác chuẩn bị và công tác đại hội điểm là hết sức là tốt. Nó nổi lên là cái đóng góp của tổ chức cơ sở đảng, đóng góp đảng viên từ dưới cơ sở lên cơ sở rất là tốt đối với nghị quyết, dự thảo nghị quyết đại hội 13 của Đảng, rồi nghị quyết của thành phố. Đảng viên, nhân dân hết sức quan tâm. Cái lớn nhất là công tác tuyên truyền, vận động và hưởng ứng của nhân dân, nó tạo thành khí thế rất là sôi nổi trong từ đầu năm đến nay. Toàn thể nhân dân và đảng viên rất sức là quan tâm đến đại hội, cũng kỳ vọng đại hội đem lại cái sức sống mới, kỳ vọng đại hội đem lại cái niềm tin mới và phát triển mới cho Bảo Lộc. Cho nên là đóng góp hết sức là chi tiết, có những chi bộ đóng góp cả cái việc là đơn giản nhất về an sinh xã hội, về thành lập chi bộ, về công tác kiểm tra giám sát, về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, để đấu tranh phòng chống tham nhũng vân vân, là ngay dưới chi bộ các đồng chí đảng viên lớn tuổi cũng đóng góp rất là nhiều, rồi các đồng chí trẻ viên, đảng viên trẻ tuổi trí thức cũng đóng góp tốt. Đấy là cái lớn. Cái lớn thứ hai là khi chuẩn bị công tác nhân sự là hết sức là chặt chẽ, đúng tiêu chuẩn, đúng cơ cấu nam nữ, thành phần dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là trẻ tuổi và nữ cũng ví, hoặc là cơ cấu về dân tộc tại chỗ. Cho nên là chúng tôi cho rằng là cái sự chuẩn bị rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của thành phố Bảo Lộc xin được kết thúc tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thank you.